Nhưng mà hình như tôi chỉ được. Đó, bắn thử thế. Bắn thật luôn. Sợ gì ai? Hay quá, fan ơi, hay quá fan ơi. Ấy. Easy fan à. À, phá hủy căn cứ của đất trên cô luôn. Hay tụi nó có, tụi nó dùng Nova Six rồi. Đeo vô, đeo mặt nạ vô anh trai. Ủa sao nó không đeo mặt nạ vô? Trời má, chỉ có vài giây thôi mà chết nhỏ rồi hả? What's up anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi tựa game Call of Duty Black Ops. Ok, let's go. Khoan, trước khi mà vào game thì tôi cần đọc nội dung game đã. Ok, ok, chúng ta sẽ đọc game trước đã. Dragovic đã sử dụng những chuỗi số này để giao tiếp với các điệp viên ẩn. Và những cái chuỗi số này sẽ được phát tín hiệu từ một kênh liên lạc nào đó, cái trạm liên lạc nào đó. Ok, tức là cái dãy số này sẽ là cái tín hiệu để cho Nova Six sử dụng, ấy để cho Dragovic sử dụng, bắn tín hiệu cho tụi điệp viên ẩn và sau đó sẽ phát tán cái vũ khí sinh học Nova Six ấy. Chúng ta đang trong cuộc chiến, chứ không mà cuộc chiến rồi bro. Má chết tiệt, chúng ta đã mất anh ấy nữa rồi. Anh ấy đi nữa rồi, đồ quá, ông nội này lại bê tha nữa rồi. Nói chung là mỗi lần mà cái thằng mà điều tra mình á, cái thằng mà thẩm vấn mình ấy. Cái gì vậy? Cái gì mà đồ quá. Mỗi lần mà thằng thẩm vấn mình ấy mà nó kêu mình lại lạc mình ấy, tức là bây giờ mình bắt đầu flashback lại một cái cảnh tượng nào đó, kiểu như một cái sự kiện nào đó. Cái này là chắc là tiếp tục của cái phần chơi trước là mình đang bị bắt, mình bị Việt Cộng bắt với tụi Nga bắt ấy. Tụi lính không phải tụi Nga mà lính của Dragovic ấy. Bao mình phải đúng không? Thằng này thằng bao mình đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tao đéo có sợ mày đâu. Thằng cộng không được, này dịch không được anh em à, này dịch không được anh em à. Trời má. Trời ơi. Đập nát đầu nhỏ luôn. Trời má, đập nát đầu nhỏ thiệt trời. Rồi, chết rồi má, ba mình chết rồi hả? Vậy là ba mình chết luôn rồi hả? Tao sẽ giết tất cả tụi mày thằng chó. À, quốc. Rồi má, ba mình bị đập ra bả cái đầu luôn má. Đập ghê thiệt chứ. Tẩm thiệt luôn ấy. Chết tiền. Chúng ta phải chơi cái trò này. Mày không được nói. Kế hoạch là gì đây? Tôi đang nghĩ. Anh bình tĩnh. Không có nói, chỉ có một cơ hội thôi Mason. Chúng ta sẽ lấy nó. Ok. Bắt là cái bắt. Mày phải bắn. Đù má mày. Trò này trò rulo. Anh em biết trò này không? Bỏ một viên đạn vô rulo xong quay. Kiểu may mắn thì sẽ không chết, xui thì chết. Cái gì ready gì đây? Có ready gì đây? Chú bị phản công hả? Mày chơi. Bookie Việt Cộng, Bookie VC là Việt Con. Hướng 6 giờ, hướng 8 giờ. Damn bro, đồ má ngầu. Ngầu lòi luôn. Đúng rồi. Lấy khẩu súng lục ra. Chơi. Bắn chó này. Ủa mà tụi mình bắn đằng kia. Vãi thiền luôn, cái chạy mẹ rồi. Thằng kia chạy rồi, thằng kia chạy rồi, đuổi theo nó. Đúng là đúng chỉ có game thôi anh em à. Làm gì có chuyện đơn giản dữ vậy. Làm gì có chuyện mà đơn giản mà Mà chơi trò rulo một đống thằng ở phía sau mà có thể nhẹ nhàng mà thắng được. Dĩ ba. Wow. Má đúng là chỉ có game thôi, game ảo ma quá. Game ảo quá. Đúng là chỉ có ảo game thôi. Đang vũ khí nè, từ từ để chọn vũ khí đã. Không cần khẩu nhắm, xa đâu. Cái này là extend mark. Ok, extend mark bắn cho sướng chứ. Cái này là cái gì đây? Gali, thôi, cầm RPG đi. Chơi có sự khác biệt giữa vũ khí. Được rồi, mày AK extend mark bá rồi. 43 viên thì bắn tới sáng mai à. Bắn tới sáng mai không cần gài đạn luôn ấy chứ. Được nha, tôi đề cao. Cái gì vậy? Bắn đâu vậy? Thằng ấy bắn. Thằng Wood nó bắn. Vậy là bao mình chết rồi. Má vãi thiệt. Xui thiệt chứ.
Ảo thật, bao mình chết mẹ rồi. Mình tưởng bao mình sẽ đi chung với mình ở các phần sau luôn. Tại tôi nhớ vách ốc có 4 phần lận. Nếu không tính phần 3, nếu không tính phần nếu không tính phần 4, tại vì 5 phần 1, 2, 3, 4, rồi 5 là phần Coma Cover, là phần gần đây, gần mới nhất gần đây. Nghe nói đồ họa đẹp lắm, tôi phải gắn chơi mới được. Xong mấy game cũ đã, tôi cứ tưởng là sẽ đồng hành bao mình sẽ đi chung với mình, giống như là Captain Ra trong Modern Warfare này nọ đấy, sốt này nọ ấy. Không ngờ chết mẹ rồi. Không, nhưng mà sốt cũng chết mà. Quay qua trong Modern Warfare sốt cũng chết mà. Nó chỉ rìa được ở cuối cái game Modern Warfare 2019 thì nó được hồi sinh. Trời, mấy ông nội này còn sống luôn cũng ảo thiệt đấy. Ok. Gì vậy Fred? Ủa bắt mà. À bắn hả? Chứ phải bắt hả? Giết thằng này là để trả thù cho ông Bowman mà không biết thằng này tên gì thôi. Má, nó cầm cái cây ống nước mà đập Bowman ra bả luôn thì ảo ma rồi. Ok, kém lên anh trai ơi. Rồi, kém lên. Căn cứ của Rachenko không còn xa đây đâu. Giờ là chuẩn bị sắp tới căn cứ của Rachenko rồi đấy. Ok, chim cút thôi. Khoan. Mày thấy cái chữ thằng kia không? Chúng ta sẽ lấy nó. Từ từ. Bắn đúng không? Ok, đồ máy. Khai màn bằng một quả bazooka thì quá đẹp rồi. Không còn gì để nói nữa rồi. Cầm bazooka khai màn này là quá đẹp rồi. Trời ơi, má 40 viên đạn tha hồ mà bắn luôn. Bắn đảo quá. Mà tôi cảm giác giống như là tôi để 144 HZ đấy chứ, mà sao tôi cảm giác nó như nó không được hay, nó không được mượt nhờ. Hay do game cũ ta. Má đúng là kỳ thị game cũ quá nha. Không nói chứ, ngày xưa game làm vậy quá đẹp luôn rồi. 2010 mà nhìn đồ họa mặt kìa. Ok, lái chiếc này gọi là diều hâu đúng không? Trực thăng này có biệt danh là diều hâu đúng không? Full power, ok, ready. Nó sẽ là người lái, còn mình là người bắn đúng không? Ủa, mình là người lái, người bắn vậy? Nó chưa cho mình sử dụng. Chúng ta sẽ tiếp cận tấn công vào doanh trại của Kravos luôn. Ok. À, mình là người lái luôn. Mẹ thằng phía trước làm cái gì? Vừa lái vừa bắn luôn. À không, mà không, mình chỉ bắn thôi chứ mình không có lái. À không, mình lái luôn. Trời ơi. Nhưng mà hình như tôi chỉ được. Đó, bắn thử thế. Anh thật luôn. Sợ gì ai? Hay quá, fan ơi. Ấy. Easy fan à. À, phá hủy căn cứ của Rachenko luôn. Ok, clear. Qua tiếp tục. Rồi, lộn nhầm. Hay quá. Làm sao để bắn này đây? Không bắn được. Hay quá, fan à. Đây, căn cứ nghiệm nè. Đúng rồi. Hay quá. Tàu này chưa nổ đúng không? Tàu này chưa nổ, tao cho mày nổ luôn. 10 điểm. Giờ qua đây làm gì đây? Vẫn tiếp tục bay tới. Ủa, vậy là chưa tới căn cứ à? Hồi nãy giờ phá chưa phải không? Hồi nãy giờ tính ra mình phá không phải là phá căn cứ của nó hả? Đúng rồi, khu nào vậy? Má, một giọng. Một giọng liễm mẻ luôn. Từ từ. Mình đi ra đó là chết. Nói chung là bây giờ mình chết má vãi. Tên lửa nó bắn kìa. Má, tôi bắn kiểu này mà còn chưa chết được. Easy. Clear. Đó, bây giờ tới ruộng bậc thang. Khu vực này vẫn ở Lào nha, chứ anh em chứ không phải Việt Nam nữa nha. Đây rồi, chạm phát sóng rồi.
Hay quá. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Phá hủy này đúng không? Easy. Tiếp. Easy. Easy friend à, quá đông quá, đông quá. Đông quá, đông quá nha, đông quá nha, đông quá nha. Đó đằng kia, đằng kia, đằng kia. Cái này gọi là ZBU đúng không? Ok. Mượt mượt má, bắn đã quá anh em à. Thì vậy game bắn đã thì. Có tàu dưới đây, có tàu dưới đây, có tàu dưới đây nha. Ảo thì tên lửa bắn mà không sập cầu. Đúng là game. Chỉ có game thôi. Tên lửa bắn kia đó mà không sập cầu thì ảo rồi. Ôi friend, what's up friend? Tôi đùa thôi, tôi đùa thôi, tôi đùa thôi. Tôi đùa mà. Bạn ơi, cho lấy bạn không dính đạn của tôi. Easy. Ui mẹ, ui mẹ, ui mẹ, ui mẹ, ui mẹ. Easy. Bắn thế này, bạn làm sao mà không né được, nó né được lựu đạn mà luôn. Trời má, nó né được kìa. Từ từ, núp đã. Xuất hiện là chết nè, xuất hiện là chết nè. Friend, what's up friend? Trời ơi, nó nét luôn. Trời đủ mới nét phải. Mình thấy mình easy. Chỉ là game thôi bạn à, chỉ là game thôi. Tôi chơi bạn luôn. Hay quá. Trời, đúng mắt hay quá. Đúng mắt ảo. Thôi thua. Khoan, gần đó, đứng xa quá bắn không được. Easy. Má vậy là không nổi thôi nha. Má ảo quá. Dính. Đùa mà không dính luôn. Sức mạnh của nhân vật chính đó homie à. Muốn thắng tôi thì anh em chỉ có thể làm men chính thôi. Hay quá. Hay quá. Còn gì ở đây? À không, đáp vô đây, chui đây. Khu căn cứ của Rakovic. Ê, Rakchenko ở phía nam. Ủa sao mình không đi được nữa? Nó bắt mình đáp luôn hả? Hả, nó bắt mình đáp xuống rồi anh em à. Tôi đi không được nữa, nó mới kêu mình đáp xuống rồi. Ok, mẹ có máy bay ngon chịu đi càng quét luôn mà đi bộ, tính đi bộ hả trời? Sao ngu dữ vậy? Rồi. Thoát ra. Ây da. Ok. Giờ tính ra một quốc chết. Tên mình có mỗi quốc thôi đúng không? Ờ có mỗi quốc thôi mà. AK đi, khẩu này nặng quá. Kiếm khẩu nào mà đi có thể càng nhanh đấy. Cái này là cái gì vậy? Thôi nha, chê nha. Ờ, cái này khẩu này bắn nhanh nè. Làm gì, còn này khẩu này nặng quá mà bắn đạn cũng giống thôi đúng không? Đù quá, khoan nha, 70 viên đấy. Không, được. Tôi nghĩ tôi sẽ cầm khẩu này, khẩu AK là mượt rồi. Riêng khẩu AK thôi là bá rồi. Ờ, không cần đâu. Có khẩu kia bắn là được rồi. Easy. Cái này là không phải chỗ cộng sản rồi, chỗ này chính thức là chỗ của thằng tụi Nga rồi. Tụi Rakchenko ở đây rồi. Ôi mẹ ơi, bắn ghê vậy. Bắn rác vậy. Má, anh trai này bắn rác quá. Chắc là chưa thấy được quả là lựu đạn làm quen của mình nên là hơi ngông nha. Má, nó bắn kìa. Bạn chơi lại sao tôi? Bạn chơi làm sao lại tôi được? Ôi mẹ ơi. Ui giời. Má, một bazooka bắn thẳng mặt mình. Easy. Tất cả chỉ là demo thôi. Lê. Ôi mẹ ơi, chưa lê nha. Chưa lê thì lựu đạn làm quen. Lựu đạn làm quen. Chích mẹ, bắn rác. Ô, xuống phong lửa. Làm gì, xuống phong lửa chứ đã. Từ, rác quá. Má, xuống phun lửa hả? Nó vẫn còn phun vậy, nó có phun vậy, má còn phun luôn. Bạn phun thì tôi giết thôi. Lựu đạn làm quen.
Má ném tùm lum tùm la, không biết ném ở đâu luôn. Bắn đầu với ba, tôi đứng bên này mà. Ok, clear, clear, clear. Oh, Red Knot đây nè. Ủa sao Red Knot trong này? À Red Knot bị bắt ở đây hả? Red Chico đang ở đây. À Red Knot cũng bị bắt nhưng mà bắt ở đây, mình bị bắt bên kia. Bị bắt ở chỗ khác rồi, Red Knot bị giam trong thẳng căn cứ của Red Chico luôn. Khi mà anh thấy thằng Quốc nó có hỏi mình làm cái đéo gì hoài kìa. Còn mẹ nó, lũ đạn làm quen có vẻ không hợp với anh em à. Được mẹ quả lũ đạn làm quen phía trước mặt kìa. À, anh em Mỹ được giải cứu bắn hăng vãi. Cầm AK bắn hăng vãi nha. Lũ đạn làm quen. Hết đạn, hưởng hết lũ đạn làm quen rồi. Ui lũ đạn, lũ đạn. Quả lũ đạn mình tự ném luôn ấy chứ. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Hay quá, hay quá. Chờ này bắn hay nha, chờ này bắn hay nha. Từ từ, từ từ. Ôi. À không không, đường này chặn rồi, đường này chặn rồi. Lấy AK này càng ra luôn. Ôi bạn ơi, bạn ơi. Ôi bạn ơi. Bắn đâu vậy, bắn đâu vậy? Ai bắn mình vậy? Ôi bạn ơi. Không cho vô, không cho vô, không cho vô. Ai bắn vậy? Từ từ, gài đạn đám anh trai này bắn gắt quá. Ai bắn mình vậy? À thằng chó này, mẹ đứng trên đó mình không biết. Ok. Nè nè nè, thường ở mấy pha này có xuất hiện nhiều lắm nè. Không, clear, clear, clear. Clear. Ôi mẹ. Đấm cho nó quốc, đúng rồi. Má. Vài đường cơ bản với mấy anh Nga. Bắn nó. Không phải lúc này, thằng Mỹ à. Rồi rồi rồi. Mình mà lát trên cùng lấy súng, mình cướp súng mình bắn rồi. Nhưng nếu rảnh đâu mà đạp. Mày lại một lần nữa. Tao nên giết mày, tao phải nên giết mày ở Vokuta rồi. Nhưng xui quá bạn ơi, bạn một cân hai mà đòi ngồi nói chuyện đấy chứ. Đồ mẹ. Mày sẽ chết, tin tao đi. Ý, tôi chút đồ đạn luôn. Rồi đủ má. Bước liệm mẹ rồi. I got you, Mason. What? Ê, Quốc, Quốc còn sống, Quốc còn sống. You're okay. Chơi, chơi, chơi. Má, à, ảo thiệt, lựu đạn kiểu đó mà còn sống. Are you okay? Ôi, này, Red Knot. Bị ám ảnh bởi Quốc luôn hay gì ấy. Red Knot, Red Knot. Red Chinko đã chết. Rakovic, Red Chinko, Stainer phải chết. À, Red Knot nó cứ nói câu này hoài luôn ấy chứ. Tất cả phải chết. Ok, vậy là thằng Rap trên cô đã chết rồi này. Giờ thì còn mỗi thằng Dragovic, thằng Trùm với lại thằng Stainer thôi. Stainer mình chưa giết. Anh đã giết Rap trên cô và xóa sổ cái trang trại của hắn, cái căn cứ của hắn, Woodbound và đã chết. Và toàn bộ SOG team của anh cũng đã bị chết rồi. Tất cả đều đã bị xóa sổ. Không, Red Knot vẫn còn sống với tôi. Từ lúc mà, từ khi mà Bokuta ấy. Ừ, nói chung là còn vũ cư... Ủa vậy? Địt mẹ bãi? Lại là cái team chết hết rồi hả? Sau khi rời khỏi căn cứ của Rachenko, tôi không có biến chất, tôi chỉ tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Tại sao lại tới cái đảo... đảo Rebirth đấy? Tại sao anh lại tới cái đảo đó? Chúng tôi muốn Stainer còn sống, và tại sao anh lại giết anh ấy? Ủa, chưa giết mà. Có gặp ông đâu mà giết. Là sao? Từ từ, không hiểu. Dragovic sử dụng những con... đang... những điệp vụ của Dragovic đang ở trên đất nước Mỹ và Novasis đã được vũ khí hóa. Và chúng sẽ được sử dụng. Moscow đã mất liên lạc. Chúng ta chỉ có một lựa chọn là đánh... đánh thẳng nước Nga luôn hả? Gọi là đánh phủ đầu đúng không? Cái chạm phát tín hiệu của những con số ở đâu? Bao nhiêu lần rồi Stainer ở đảo Rebirth và chúng tôi đã giết anh ấy?
Chúng ta lại là anh ấy nữa rồi. Ôi chúa ơi, anh ấy lại quay trở về cái đảo Rebirth rồi. Mỗi lần nhắc là ông nội Mason lại có một cú flashback trở lại. Nó mới mệt thiệt luôn á. Hudson, team 2, insert, shot. Một 968 đúng không? Giờ mình đang ở đảo Rebirth đây. Rebirth Island. Chính là cái nơi mà chất độc của Dragovic đang ở. Đang chứa ở đây. Họ đã sẵn sàng giao tới Novacic. Họ đã sẵn sàng giao Novacic chứ lộn. Ông này cái áo của ổng có hình lá cờ Liên bang Xô Viết này. Điều tra phòng lab của tiến sĩ Steiner. Đúng rồi. À, game càng ngày càng hay nha. Nhưng mà cốt truyện hơi lú. Tôi thực sự tôi giờ tôi cũng hơi lú cốt truyện ấy. Từ từ. Giết hắn, Mason. Ok, giết này đúng không? Trời ơi, cái đồ vỡ nó chặt tuyệt cái đầu người ta rồi. Mà lấy cái đường chặt thẳng vô đâu. Quá ghê thiệt. Cái đế nào mà chặt vô cái cổ luôn trời. Tẩm thật ấy. Không có súng hả? Chỉ có mỗi cái đều đó hả? Chết mẹ rồi, bị phát hiện rồi. Ủa là sao nó tự phát hiện mình mà chứ mình có làm gì đâu. Ok. Tránh khỏi cái ánh sáng của trực thăng. À hồi nãy mình bị trực thăng sọi rọi vô, mình phải đứng bên này này. Trời má, nó kêu mình rồi mình cũng không chịu làm theo, nó hỏi sao không bị phát hiện. Rồi đi chưa? Trực thăng đi rồi. Đi. Go quickly baby. Wow, bình tĩnh. Má nhỏ quay lại đầu phía sau luôn vẫn không thấy mình. Ảo thôi. Đi chưa? Ok. Chúng biết chúng ta đang ở đây. Vậy là tụi nó biết mình đang ở đây rồi. Chết mẹ. Không đập ngay. Ý ơi. Trời ơi. Mẹ, game tởm quá. Không có giảm thanh hả? Cầm AK-74U này liệu có liều mạng không vậy? Ít nhất còn phải giảm thanh để đột nhập chứ. Ok. Đi. Không, vẫn né. Vẫn phải né cái trực thăng ra. Né cái đèn trực thăng ra không thì là bị phát hiện liền. Rồi, chim cút. Nó không thấy chúng ta đâu. Này căn cứ ở đảo Rebirth đây à. Cái căn cứ này chứa Novacic đấy. Mấy game âm u ha. Nói chung mấy game cũ âm u là nó cứ thích làm âm u thế nào ấy. Ôi bạn ơi. Chứ gặp mình bóp cò cái là thằng Mason chết rồi. Làm gì có chuyện đơn giản dữ vậy. Ok. Bình tĩnh. Cái gì nổi vậy? CA tấn công vào. Đúng á. Vãi. Mình tấn công vào và CA cũng tấn công chung luôn à. À đúng rồi. Mason vô đây mà. Ấy lộn. Hudson vào đây mà. Ok. Bình tĩnh. Vậy là có hai team luôn. Là mình với Hudson. Đúng rồi. Má. Cái thằng máy này mà đi ngược lên thì sập lép luôn nha anh trai. Ok, mở ra.
Vậy đây có mấy tiến sĩ với thằng lính. Có giết không? Có giết không? Hình như có giết ấy. Xuống xuống. Giết luôn, giết luôn, giết luôn. Ok, clear, clear. Ủa chưa clear hả? Má bắn vô đầu hai thằng không à. Không biết có mấy thằng tiến sĩ có nên giết không, nhưng mà ở mấy tập trước mấy thằng tiến sĩ cầm súng giết mình luôn chứ. Ảo quá. Đừng có khỉ này. Giết mấy khỉ luôn. Ảo mà, có khỉ thí nghiệm, khỉ thí nghiệm. Giết luôn đi. Biết đâu nó cầm súng lên giết mình sao. Để tôi. Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, ơi, ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, ôi bạn ơi. Khoan nha, hơi ngông nha, hơi ngông nha, dễ chết lại, dễ chết sạn lắm đây. Mam, CIA, với mình, tại sao mình không đi chung với CIA mà phải đi riêng à, vẫn chưa hiểu. Mình đi theo tiếng gọi con tim à. Wow, 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 wow. Cái này là khẩu gì, khẩu Key Paris, nói chung mấy khẩu này lão à. Trời má. Từ từ, từ từ, từ từ. Từ anh em à, đông quá. Có một thằng bên trên này này, có thằng trên này này. Không không, cái này kính chống đạn rồi. Ôi bạn ơi. Ôi bạn ơi. Ủa cái gì vậy? Ôi bạn ơi. Ôi bạn ơi, lựu đạn làm quen. Lựu đạn làm quen. Lựu đạn làm quen. Ui mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, nó quăng ngược lại rồi, nó quăng ngược lại rồi. Bạn ơi. Còn anh trai này, còn anh trai này. Anh trai này được cho một viên sạc gân nè. Ủa chưa chết hả? Clear rồi mà, clear rồi, clear rồi. Ok. À mình phải, mình tới tự bấm vô, mình tưởng ổng bắn, ổng rớt nó vô chứ. Đây, Stenner đây. Stenner, Stenner đây nè, Stenner đây nè. Nhưng mà tao giết mày rồi, tao xuất hiện đây nè. Nói làm chi nữa. Đây là sự kết thúc, Stenner. Thằng Hudson thì muốn Stenner còn sống, để biết được ý nghĩa của những con số. Anh em hiểu không? Mày không biết tao đã làm những gì với mày đâu. Mày là con quỷ, đã lấy đi rất là nhiều mạng sống của những người tốt. Bịt mẹ mày. Không lâu nữa đâu homie à. Không lâu nữa đâu. Giết tao cũng sẽ không ngăn chặn được cuộc chiến của cái việc sử dụng Nova Six đâu. Tao không quan tâm về Nova. Nếu quan tâm về Nova bro, tao là Victor Rednor. Không không. Và tao sẽ báo thù. Tôi thề với Chúa là Stenner đã chết. Rednor đã giết anh ấy ngay trước mặt tôi. Mày sao chó? Mày đã giết Stenner. Ủa? Rednor chắc chắn đã làm những gì anh ấy muốn. Báo thù. Ủa là sao? Rednor giết mà. Chúng tôi đã đọc được báo cáo của Mason. Victor Rednor không có giết. Ủa nhưng mà trong trước mình là Victor Red nói giết mà. Đồ mày game ảo rồi nha. Đừng nói, đừng nó có cú tweet đây nha. Đừng nó bắt đầu có cú tweet nha. Mason still dark. We work our way through the research facility and extract stone. 20 phút trước đúng không? Đây là đội kiểu là cái lúc hồi nãy mà CIA tấn công vào ấy. Đúng rồi, này đội của CIA rồi. À, súng gì ảo vậy? Ừ, súng ảo nha, súng ảo nha, súng này ảo nha. Nhưng mà anh dễ nóng quá. Đúng rồi, súng kiểu này phải dễ nóng thôi. Ờ, à, bazooka đứng máy, bazooka đứng hàng ngang, đứng trên này luôn này. Ok anh em, để tôi dẹp loạn, anh em để tôi dẹp loạn. Mấy cốc ké này làm được gì tôi đâu. À, súng bắn ghê vậy mà sao bắn được có một bên vậy? Tôi phải bắn được hai bên chứ. Thấy không, bắn có một nòng mà, trong khi có hai nòng nữa mà. Ok. Clear. Trời má, tùm lum ở đây nữa này.
Đúng rồi. Á, à, bazooka bắn quá rác quá rác quá. Úi trời ơi. Úi trời ơi. Cẩn thận, cái thằng đứng trên nó bắn xuống. Đúng rồi, đúng rồi, clear từng bên, lươi từng thằng, lươi từng thằng. Hay quá. Tấn công đa mục tiêu anh em ơi, tấn công đa mục tiêu. Hết đạn, hết kiểu nó nóng ấy. Đây cũng hơi rác. Chết mẹ rồi, liệm luôn, bazooka bắn thẳng vô mặt vậy thì liệm rồi. Ok. Lê chưa, chưa lê nha. Kiểm nói chung là trên mấy nhà thôi, sợ tụi nó xuất hiện trên mấy nhà thôi. Quan trọng là sợ tụi nó xuất hiện trên mấy nhà ấy, chứ mấy cái này thì mình không sợ. Má bắn rác quá, Easy. Đây mấy thằng này bắn mấy rác này. Quan trọng là mấy thằng góc góc này nè. Cái này là công nhân đúng không? Công nhân không nên bắn, đúng là người thường mà. Ok, clear baby. Clear. Mà xe sắp nổ mẹ rồi. MIA đã chết. Wow. Bắn. Rồi liệm luôn. À không, cái này trong món này vô game sắp xếp sẵn rồi nên không sao. Chết mẹ rồi, liệm rồi. Được, chết mẹ tụi nó dùng Nova Six rồi. Đeo vô, đeo mặt nạ vô anh trai. Ủa sao nó không đeo mặt nạ vô? Trời má, chỉ có vài giây thôi mà chết nhỏ rồi hả? À cái này nhìn trong khói luôn, nhìn trong sương mù luôn. Easy. Anh em để tôi. Được nha, khẩu này được nha. Tôi đánh giá cao khẩu súng này nè. Này đúng không vậy? Này không, đồng đội. Ok. Má, nó sử dụng Nova Six trên chính lính của nó luôn hả? Vãi thật. Ảo thật người của nó mà nó còn giết luôn hả? Ảo ma nha. Chết mẹ bị bắn bể rồi, bị mặt nạ rồi. Từ anh em à. Một viên đạn. Trời ơi, bắn cho nào mới hết đây. Từ anh em bình tĩnh. Đó, dũng này. Má, tụi nó bắn rác quá. Đây. Hết sọt. Ở đâu nữa. Trời má, tí đi bắn bể. Má, sắp bể con mẹ nó. Cái mặt nạ rồi. Từ. Ở bên kia đúng không? Chết mẹ, lựu đạn làm quen. Cái gì vậy? Rồi, bị nhiễm độc rồi. Nhiễm độc rồi. Bình tĩnh, clear từ từ. Không gì phải gấp. Không gì phải gấp anh em à. Lia từ từ. Má, bắn rác quá. Để vậy còn dính khí độc nữa thì làm sao mà chơi lại. Ê, sorry. Đồng đội này. Ok. Ê, đồng đội luôn. Trời ơi, bắn lộn đồng đội hoài luôn ấy. Bình tĩnh. Má, bắn rác quá. Bây giờ không cần súng luôn, giờ càng con mẹ cho gọn. Ôi bạn ơi, bạn đừng có bắn nữa. Để tôi, lựu đạn làm quen trước mặt. Ok, clear.
Khoan, hết đạn, anh em đợi tôi tí. Đấy. Clear. Friend. What's up, friend? Đây này, cover, có đội cover. Máy bắn rác, có bắn rác quá. Từ từ, bên này có người, trong này có người nha. Ủa? Ôi bạn ơi, bạn cầm sạc gân à. Chết mẹ rồi, bắn rác quá. Hay quá. Tụi nó chấp nhận sử dụng Kinovacic ở đây luôn hả? Ngá lùm ra, Govic có bị khùng không vậy? Giết luôn người của nó luôn hả? Ok. Ủa không, này trực thăng của tụi nó, chứ phải đội cover của mình. Đó phải đội cover của tụi nó luôn. Này anh em của mình. Sử dụng trailer copter, ok. Còn mẹ mày, mày chết với tao. Hết đạn rồi. Easy. À, cái này cũng là bazooka đuổi luôn. Easy boy à. Trả súng đây bạn ơi. Hay quá, trận này bắn hay quá. Nói chung là mấy cái khí độc này trong chiến tranh thì người ta cấm, gọi là cái gì, phi nhân tính hay là vũ khí cấm ấy, nó cùng loại với cái việc mà sử dụng súng lửa ấy. Nhưng mà thích tụi nó xài à, chiến tranh mà. Nói cho hay trong hòa bình vậy thôi, chứ hết chiến tranh thì tụi nó thích tụi nó xài à. Sợ ai đéo đâu. Đúng không? Giết tụi này đã. Easy. Cái này là súng nhắm đúng không? Đúng rồi, này súng nhắm. Whoa. Mở cái bazooka. Mở. Ui, friend, what's up friend? Từ từ friend ơi. Mở cái mũ ra là bắt đầu nghe tiếng bắn, thấy đanh thép liền. Ok, clear. Tôi đứng đây, tôi cover anh em. Lũ đang làm quen, trả lại cho mày. Trả thêm một quả nữa. Anh trai đứng trên này bắn hơi tháo nha. Anh trai đứng trên đó bắn hơi ẩu nha. Chết mẹ. Khoan, một quả làm quen đã. Easy. Má chưa cười chết được. Ừ, nhỏ teo rồi. Bình tĩnh. Cái này hơi đông ấy. Clear. Chưa ly. Ly cho mấy nhà thôi. Ôi bạn ơi. Trong nhà. Ôi bạn ơi. Bắn rác quá. Ly chưa? Chưa ly hả? Chưa ly thì ta phải ly thôi. Bạn không ly thì tôi clear. Clear rồi. Easy. Má, một cú thương comeback cực kỳ hay luôn. Hey cô. Tao kêu mà không nghe nè. Chơi cận chiến luôn, sợ gì ai. Hết đường đi rồi. Cái này là cái gì vậy? À, khử trùng. À, làm gì đây? À, mở cửa hả? Ôi bạn ơi. Từ, kè đạn, chuẩn bị vô đây bắn chắc là phá cửa quá. Nhà phải đợi tụi nó vô nữa hả? Đúng rồi. Không cần phá cửa, có mở khẩu nè. Mason này. Ok. Từ, thường mấy khúc này có người lắm. Clear. Trời má, cái gì vậy? Má tẩm thiệt luôn ấy.
Trời ơi má game. Game ảo à. Bèo hướng nào đây? Một thằng còn sống, tôi tưởng đồng đội tôi. Tôi tưởng này đồng đội tôi. À cái đường này hồi nãy Mason đi này. Mason đi Redknot đi. Bạn ơi bạn đi đâu vậy? Bạn ơi bạn đi đâu vậy? Bạn ơi bạn đi đâu thế? Bạn đi đâu thế? Bạn đi đâu thế? Bạn đi đâu thế? Ủa mình tưởng Mason cách ly hết cái khu này chứ. Hay quá. Hay quá, hay quá. Vậy mình nói cho mình có đi cái đường ở. Không mình tưởng mở ra đường này. À đi đường khác, đi đường khác, đi đường khác hả? À không đi đường này. Hồi nãy mình đi đường kia nó mở sẵn, giờ đi đường khác. Ok, chim cút, chim cút. Red Knot rồi, Red Knot. Ủa không, Mason. Má vãi, đạn bắn không vỡ nó phải được đọc rồi. Tao tên là... Ủa? Lô Mason bị ảo ma hả? Hình như Mason bị khùng hay sao ấy, nó tự nhận nó Red Knot kìa. Ủa, cảnh này hồi nãy là có hai thằng lớn là Mason và Red Knot. Vậy là lô Mason tưởng tượng ra rồi. Mẹ đi vậy, lô Mason tưởng tượng rồi. Một phát xỉu luôn. Mason mà ảo nga luôn kìa. Từ từ là sao để hiểu, điếc. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ảo à. Chúng ta lại mất anh ấy. Họ đã làm gì anh ở Vokuta Mason? Là sao? Stannard đã chết. Chúng ta cần mang anh ấy về. Đi thôi. Vậy là Mason Khoan, tôi vẫn không dư hiểu, tôi vẫn đéo hiểu gì hết. Hồi nãy là có hai thằng là Mason Red Knot tấn công vào đây, mà bây giờ cái thằng mặc đồ Red Knot là hàng là Mason, và chỉ còn Mason thôi, và Mason tự nhận nó là Red Knot luôn. Trời ơi, đủ cái game lú nha. Họ đã làm cái đéo gì anh vậy? Ok, cảm ơn em đã theo dõi tập game này. Nếu em thấy hay thì làm subscribe, cũng như hãy comment bên dưới những điều em muốn mình cải thiện ở các video lần sau. Ok, cảm ơn người anh em. Bye bye.